Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Xe Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở địa chỉ là 308 đường Hoàng Kim Giao, chung cư Khiêm Khải lầu 3 căn 08. Căn hộ này thì có kích thước thì gần 8x8 nha. Thì diện tích của cái căn hộ này là gần 50 m², chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên nha. Thì căn hộ này thì trước là chủ nhà kêu bán là với giá là 1.760 tỷ, nay chủ cần tiền nên chủ rao bán với giá là 1.6 tỷ ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy liên lạc với Vũ Hồng. Nếu đây là lần đầu xem kênh thì cô chú anh chị bạn hãy đăng ký kênh ha để theo dõi nhiều bất động sản của Vũ Hồng quay hơn. Còn nếu như mình đã xem kênh rồi thì mình nhớ bật chuông ha để theo dõi nhiều bất động sản của Vũ Hồng quay sớm nhất nha. Đây là cái không gian của nhà vệ sinh của nhà mình đây ha. Thì nhà mình hiện tại là có một phòng ngủ nhưng mà mình có thể làm thêm được 2 phòng nha, thêm đây một phòng nữa nè là 3 phòng. Nhà có chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên ha. Ở bên đây thì có tủ âm sẵn rồi, đây mình làm cái nhôm kính nữa là mình sử dụng ha. Còn đây là cái không gian của bếp của nhà mình đó, rất rộng rãi và xịn sò nha. Nếu cô chú anh chị bạn mà nào mà có nhà có nhu cầu mà sử dụng thêm căn phòng nữa thì làm thêm đây một phòng nữa, đây còn khá rộng rãi nè ha. Bên đó là chung cư Hoàng Anh Giai Việt, căn hộ này gần cầu Chánh Hưng, gần sân vận động quận 8 nha, gần trung tâm 9 quận 8 nha. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn ha. Mình hoàn toàn có thể làm thêm được 2 phòng nữa ha. Ở đây một phòng nữa nè, làm đây một phòng hiện tại và thêm một phòng ở ngoài này nữa là 3 phòng luôn. Đó, tủ bếp rất là xịn sò luôn ha. Rồi cô chú anh chị bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều bất động sản của chú Hồng quay hơn nha. Rồi cô chú anh chị bạn nào mà quan tâm thì hãy gọi cho chú Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Nếu thấy bạn bè người thân của mình có nhu cầu mua thì hãy chia sẻ cho họ cái clip này để họ đăng ký kênh, họ mua được căn nhà như ý nha, giúp chủ nhà bán được nhà ha. Nhà mình có tủ âm tường sẵn rồi nha, đây cái phòng có gỗ nè, máy lạnh tặng luôn, chỉ 1.6 tỷ thôi, đó quá hợp lý luôn nha cô chú anh chị bạn. Chủ ơi Huyền Hồng chỉnh diễn ha, phía là sau lưng của chung cư Hoàng Anh Giai Việt nha. Rồi Vũ Hồng xin chào, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video bên nhà lần sau. Xem xong nhớ bấm like ủng hộ Vũ Hồng ha. Xin nhắc lại là căn hộ 308 đường Hoàng Kim Giao, diện tích là gần 50 m², chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên, hỗ trợ vay ngân hàng. Từ một phòng ngủ mình có thể làm thêm được 2 phòng ngủ luôn ha. Giá là 1.6 tỷ 600 triệu đồng nha, 1.6 tỷ ha. Rồi số điện thoại Vũ Hồng là 0933 797979. Cô chú anh chị bạn hãy bấm kênh nhà đất Thời Thành để theo dõi nhiều bất động sản của Vũ Hồng quay hơn nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau ha.